Kiều Trinh tên thật là Nguyễn Thị Kiều Trinh, bà sinh ngày 3 tháng 9 năm 1937 trong một gia đình khá giả tại Hà Nội. Năm 1954, Kiều Trinh được gia đình người bạn của bố đưa vào miền Nam sinh sống, khi đó bà 15 tuổi. Trong thời gian Nhật và quân đồng minh giao tranh, mẹ bà đã qua đời cùng người con sơ sinh. Cha của bà đã ở về để nuôi ba con. Tuy nhiên, cuộc ra đi năm 1954 lại khiến bà và người thân tiếp tục xa nhau. Dòng bà buồn sâu thẳm khi kể về cuộc ly tán năm 1954. Đêm trước khi gia đình ra đi, anh trai tôi theo phong trào sinh viên đi ra chiến khu. Đến lượt chúng tôi, bố đẩy tôi lên tàu bay và bảo, con đi trước đi, bố ở lại tìm anh con rồi sẽ vào năm sau. Đó là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy bố tôi. Bố tôi không tìm được anh tôi và cũng không bao giờ vào Sài Gòn cả. Hai năm sau, Kiều Trinh kết hôn với người con trai của gia đình ân nhân đã cưu mang mình và có với chồng ba người con. Năm 18 tuổi, Kiều Trinh đến với nghệ thuật thứ bảy. Ngay từ bộ phim đầu tay, bà đã được giao vai chính. Ngay sau đó, bà lập tức được công chúng ái mộ và đón nhận nồng nhiệt. Với sắc đẹp dịu dàng tự nhiên và khả năng thiên phú, Kiều Trinh liên tiếp gặt hái những thành công trong những phim kế tiếp. Ở thời kỳ đó, bên cạnh những bộ phim Việt, bà cũng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng của Mỹ. Những bộ phim này cũng giúp Kiều Trinh trở thành ngôi sao quốc tế. Năm 1956, khi đang đi lễ ở nhà thờ và dạo bước trên đường tự do, thì vị đạo diễn nổi tiếng Hollywood Joseph L. McKiwick đang ngồi trong quán cà phê tầng trệt Continental Palace đã phát hiện ra và ngay lập tức mời bà đóng vai Phượng cho phim The Christ American. Ông đạo diễn đưa strip kịch bản cho Kiều Trinh để về đọc thuộc và ngày hôm sau sẽ lên thử vai. Khi Kiều Trinh trở về, trình bày với cha mẹ chồng sự việc này, khi đó bà mới lấy chồng ở nhà cha mẹ chồng. Đó là thời điểm mà điện ảnh chưa thịnh hành ở Việt Nam, nên việc một cô gái được Hollywood mời đóng phim là một việc gì đó rất lạ lẫm. Và sau khi nghe sơ qua kịch bản, cha mẹ chồng của Kiều Trinh không đồng ý để bà tham gia đóng vai chính trong phim. Kiều Trinh quay trở lại gặp vị đạo diễn, trình bày lại và cáo lỗi vì không tham gia được. Ông cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng đành chịu, và mời Kiều Trinh đóng một vai cameo chỉ xuất hiện có vài giây trong phim và không có thoại. Đến một năm sau, khi 18 tuổi, Kiều Trinh mới chính thức bén duyên với điện ảnh trong bộ phim Hồi Chuông Thiên Mụ năm 1957 và là bước khởi đầu để trở thành nữ minh tinh nổi tiếng nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Đó là cuốn phim do ông Bùi Diễm thực hiện, đạo diễn Lê Dân, với vai nam chính là Lê Quỳnh, chồng của danh ca Thái Thành. Kiều Trinh kể lại, ông Bùi Diễm nhờ tài tử Lê Quỳnh đến nhà để xin phép cho tôi đi đóng phim. Gia đình chồng tôi hỏi về vai trò tôi đóng và về chuyện phim thì anh Lê Quỳnh nói đây là một vai Nico trong Chùa Thiên Mụ. Gia đình tôi là gia đình Phật giáo nên các cụ vui vẻ cho đi đóng phim. Đó là lý do tôi được đi đóng phim và trở thành tài tử kể từ phim Hồi Chuông Thiên Mụ. Kể từ lúc đó bà mới chuyển hẳn sang dùng nghệ danh Kiều Trinh. Sau vai diễn đầu tiên, Kiều Trinh liên tiếp gặt hái những thành công khác trong những phim kế tiếp như Mưa Rừng của Alpha Phim, đạo diễn Thái Trúc Nhà, đồng diễn với Kim Cương, Xuân Phát và Ngọc Phù. Đến phim thứ ba là Ngàn Năm Mây Bay, phỏng theo tiểu thuyết của Văn Quang do Hoàng Anh Tuấn đạo diễn thì Kiều Trinh đã là hàng sao. Bộ phim này được trình chiếu khắp các màn ảnh lớn Sài Gòn, Cần Thơ, Huế vào năm 1962. Trong thập niên 1960, bà cũng xuất hiện trong các bộ phim của Hoa Kỳ như A Change in Vietnam năm 1964 và Operation CIA năm 1965, diễn chung với Burt Reynolds, Destination Vietnam năm 1968. Thời gian sau đó, Kiều Trinh trở thành minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất miền Nam với vai chính trong hàng loạt phim Bảo Tình, Từ Sài Gòn đến Điện Biên Phủ, Hè Muộn, Chờ Sáng, Chiếc Bóng Bên Đường. Đặc biệt là cuốn phim nhựa nổi tiếng do cô đứng ra sản xuất, đóng vai chính là Người Tình Không Chân Dung. Năm 1970, Kiều Trinh một lần nữa xuất ngoại để sang Ấn Độ cùng ngôi sao Ấn Dev Anand đóng chính trong bộ phim The Evil Within. Bằng tài năng của mình, Kiều Trinh đã đặt chân tới nhiều liên hoan phim quốc tế như Tây Đức, Ấn Độ, Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan. Khi đó, Kiều Trinh được ngợi ca là nữ tài tử hàng đầu của điện ảnh Việt. Sang Canada thành công nhân hốt phân gà. Thế nhưng khi đang ở trên đỉnh vinh quang, Kiều Trinh bất ngờ cùng gia đình chuyển sang Canada sinh sống vào năm 1975. Ở Canada, việc làm duy nhất của bà kiếm được lúc bấy giờ là đi hốt phân gà, làm lao động tay chân rất bình thường như bao phụ nữ khác, thậm chí làm cả những công việc nhiều quét dọn để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong lúc khó khăn, Kiều Trinh liên hệ với Tippi Hedren, tay từ điện ảnh Mỹ nổi tiếng trong phim The Bird của đạo diễn Hitchcock mà Kiều Trinh đã gặp khi Tippi Hedren thăm Sài Gòn vào năm 1965. Vậy là 10 năm sau lần gặp ấy, Kiều Trinh liên hệ thì ngay lập tức được Tippi bảo trợ vào Mỹ. Thành công vang dội ở Mỹ. Năm 38 tuổi, Kiều Trinh sang Mỹ. Ở cái tuổi 38, dường như đã bước qua dốc bên kia sự nghiệp, Kiều Trinh lại bất ngờ được đặt chân vào Hollywood và trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên thành công ở mảnh đất khắc nghiệt bậc nhất của ngành điện ảnh thế giới.
Có thể nói, Kiều Trinh gặp duyên may. Sang Mỹ năm 1975, thì năm 1976 lập tức nhận được vai diễn đầu tiên ở Hollywood và từ đó đến nay liên tục đóng phim. Bắt đầu với những vai diễn nhỏ, xuất hiện thoáng qua với một vài lời thoại, Kiều Trinh dần dần có cơ hội diễn xuất cùng nhiều tài tử nổi tiếng của Hollywood. Bà đã có mặt trong 100 bộ phim và chương trình truyền hình của Mỹ, trong đó có những bộ phim nổi tiếng như The Letter năm 1986, Welcome Home 1989, Việt Nam Texas năm 1989, Quack Cooking 2000, Face 2001, Journey from the Front năm 2004. Đặc biệt với vai diễn trong bộ phim The Joyless Club, Kiều Trinh là diễn viên gốc Á duy nhất có tên trong danh sách 50 diễn viên làm khán giả rơi lệ nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh. Cho đến hiện tại, Kiều Trinh là diễn viên Việt Nam đầu tiên và cũng là duy nhất đạt được những thành tích đáng nể này tại Hollywood. Sau đó, bà liên tiếp gặt hái được rất nhiều thành công và được trao nhiều giải thưởng danh giá. Năm 1996, Kiều Trinh nhận giải Emmy do phim tài liệu Kiều Trinh A Journey Home của đạo diễn Patrick Brazil, KTTV. Năm 2003, Kiều Trinh được trao giải thưởng thành tựu suốt đời Lifetime Achievement Award. Cũng trong năm 2003, tại Liên hoan phim phụ nữ Women's Film Festival ở Torino, Ý, Kiều Trinh được trao giải diễn xuất đặc biệt Special Acting Award. Cho đến hiện tại, Kiều Trinh là diễn viên Việt Nam đầu tiên và cũng là duy nhất đạt được những thành tích đáng nể này tại Hollywood. Không chỉ khẳng định tài năng ở lĩnh vực diễn xuất, bà còn tham gia làm cố vấn cho các hãng phim của Mỹ khi thực hiện các bộ phim về đề tài Việt Nam. Hơn 20 năm qua, ngoài đóng phim, Kiều Trinh còn là một diễn giả nhà nghề của GTN, Richard Talent Network. Bà thường xuyên đi nói chuyện ở các trường đại học, các hội phụ nữ về các đề tài như khác biệt văn hóa giữa Âu và Á, người phụ nữ hiện đại, diễn viên gốc Á làm việc ở Hollywood, hoặc kể về chính cuộc đời Kiều Trinh. Những nơi muốn mời đã đặt lịch trước nhiều tháng hoặc thậm chí cả năm. Trở về nước, lập quỹ xây dựng 50 trường học cho học sinh nghèo. Hiện Kiều Trinh khi ở tuổi thật thấp của La Hi vẫn đang định cư ở Mỹ, thỉnh thoảng bà về thăm quê hương. Ngày đầu tiên trở lại sau 41 năm lưu lạc, bà xúc động đến rơi nước mắt khi được nhìn lại những hình ảnh quen thuộc. Những con phố dù đã không còn như xưa, những hàng cây cũng mang một dáng dấp khác, nhưng nó vẫn quen lắm, vẫn thân thương lắm. Thế nên, Hà Nội là hai tiếng rất thiêng liêng đối với bà. Kiều Trinh rời Hà Nội năm 17 tuổi, sống ở Sài Gòn 21 năm, ở Mỹ hơn 40 năm, nhưng bà vẫn nói tiếng Hà Nội, không một chút pha trộn. Không những thế, bà còn cùng một số người bạn thành lập quỹ VCF, The Vietnam Children Fund, quỹ trẻ em Việt Nam. Sau hơn 20 năm, đến nay 50 ngôi trường đã được xây dựng tại nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Hỏi bà vì sao đã ở tuổi cần được nghỉ ngơi mà bà vẫn còn miệt mài với công việc như thế, bà cười đôn hậu. Tôi tưởng rằng ở tuổi này đã về hưu từ lâu rồi, nhưng tôi không hiểu sao càng ngày càng lại bật thêm. Thì giờ có bấy nhiêu thôi mà công việc cứ luôn đẩy mình ở thế vội vàng. Tôi còn khỏe mạnh được ngày nào, làm được việc có ích sẽ làm cho đến khi chân không còn bước được nữa thì ngưng.